Hello, Dông Bãi xin chào cả nhà. Dông Bãi chúc cả nhà một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Hôm nay Dông Bãi với Sang thử và ăn ốc luộc chấm muối ớt chanh và trái cây nha cả nhà. Với bánh phồng tôm nha cả nhà. Dạ, chào bà con cô bác, các anh em, mấy cháu rồi. Nhiều sức khỏe, ngày mai gặp điều nhiều hơn nè. Đúng quá vừa không? Chúc bài cũng ngại đấy đó, mỗi lần lên cái chúc em bó rối quá. Rối thiệt. Rồi giờ bắt đầu Dân Bãi lễ ốc mời cả nhà. Con ngáo thì nó khỏe lại. Ôi dồi quá dùng. Cái này là muối ớt chanh nha cả nhà. Để vô một lát ớt cho Dân Bãi mời cả nhà. Ngon quá anh Bãi ơi. Quá ngon mà nó cũng quá cay luôn. Quá đã. Anh Bãi thiệt tình thì đừng ngại không. Đừng mắc cỡ. Mắc cỡ đỏ mặt. Mắc cỡ là đỏ mặt đấy à. Người ta mắc cỡ là xanh mà. Cái này ngon à. Ngon này. Này cái cay ngon. Quá ngon. Chú anh Bãi là ăn xuống vậy bà con cô bác. Chú anh Bãi là vlog là ăn xuống vậy đó. Thằng ghé anh Bãi, thằng ghé anh xuống. Bãi mời cả nhà ăn ốc với lớp ớt nha cả nhà. Cái này nó mắm ăn gì muối làm gì ngon anh. Quá đã. Của xả không thấy chanh vậy. Luộc xả chấm muối ớt chanh. Ngon quá. Vừa chua mà vừa cay. Quá sức cái trận này rồi. Ngon quá anh Bãi ơi. Quá ngon à. Ngon. Ê Tài ơi. Đang ăn cũng cười được mà Tài ơi. Quá vui ơi. Đang ăn rồi cười cũng cười đó anh. Đang ngon à. Nhưng mà tính tình vui vẻ lắm cả nhà. Lâu lâu ăn rất ngon rồi. Hả bà ghẹo vô thử cười à. Anh thấy đang ăn ngon quá trớn luôn. Quá đồ ăn của Dân Bãi với là Sang Ừ Thự nó không có giá trị nhiều nha cả nhà. Này là ngon món. Bây giờ mình thấy quá đã. Món đặc sản mà anh. Sẵn mày đồng lắm ngon. Quá đã. Dân Bãi mời cả nhà con ốc. Ngon này. Trời ơi. Nó chua mà nó cay. Mà ốc nó ngọt quá đã luôn. Ốc bù mà. Bù ăn nó ngon quá. Ốc bù ăn nó buồn lắm. Ăn nó buồn. Ăn là gai quá. Buồn lực. Ăn gì cũng bu được. Vậy là quá phê rồi. Buồn bán là bu. Ăn ốc này là mê. Buồn bán cảnh buồn lực. Buồn lực mua đồ. Buồn lắm vậy. Buồn lực. Mời cả nhà miếng dưa hấu nha cả nhà. Ngon. Dưa hấu. Quá ngọt mà quá ngon. Ăn nè này đi buôn bán là đúng là bu. Thử món lạ nữa cả nhà. Dân Bãi mời cả nhà miếng bu đủ chín nha cả nhà. Cái đu đủ ngọt mà nó thơm. Lệ ốc tiếp cả nhà. Đãi vô đi. Ăn gì mà bẽn lẽn gái mới về nhà chồng nè. Dùng đãi thiệt tình dữ á. Quá ngon. Ngon hay là quá thật thật. Quá thật chưa em. Cay quá em làm xíu. Quá đã. Món này mà lộn xả ra một cái. Một con quéo ăn cơm thầy. Tôm chậu dẻo quá anh. Tôm chậu xả quéo cô. Ăn như tôm dẻo đúng luôn. Ăn quéo luôn á. Vậy mà đầu nuôi da gì. Ngon. Ngon quá. Tu ở chùa nào mà xuống núi lại. Tu tại nhà mà. Tu tại gia phải không? Tại gia. Tu thì tại gia mà ngủ tại nhà không? Đâu đúng rồi. Đúng rồi. Này quá. Chứ mà ngủ tầm 7 trúng chửi. Qua cái dĩa ốc hai này mình chắc ăn tới sáng luôn.
Nên có thể cho anh ăn rồi chứ em. Em ăn được nhiêu ăn à? Em siết nổi không? Cố gắng vượt lên trước mặt luôn. Ăn nhiều quá nó cũng mất thôi này. Nó đúng không? Món này làm ngon quá này, phải ăn món này. Dũng phải mời cả nhà mình đến phòng tôm nha cả nhà. Nó giòn mà nó thơm. Tiệt ngọt ngon học. Đúng đời luôn hả chị? Học luôn vậy. Còn như bằng. Này món này là đều món đặc sản mà. Đã. Quá đã luôn không? Quá đã. Để đẩy với mình. Mình giãn lắm. Y hà lên đây chị. Y hà. Quá ớt tại lắm. Đã quá. À. Đã. Phải mời cả nhà con ốc với nước ớt. Quá. Trời ơi. Cái lát ớt nó cay. Cay mà bữa ớt thì nó chua hơn. Ăn nó cay vô nó ngon mà. Ăn ốc cay ngon. Ốc thì nó dẻo nó ngon. Để tiếp. Ốc này. Ăn càng ngày càng ghiền hơn. Ngon không? Quá ngon. Ngon rồi, ngon rồi. Ngon thật rồi. Quá ngon, mình ăn phải quá nhiều vô mới được. Chưa ốc là ăn ngon. Quất vài con ở nó ngắn. Đâu ngọt quá này à, đúng nó ngọt. Ngọt ngọt thanh luôn á. Đúng đủ để nhà chồng. Ừ, nó ngọt đã lắm. Đủ thanh rồi. Đủ đủ này nhà chồng mà điều nhà ta. Đủ này cái tầm sao nó ngọt thanh luôn á. Nó ngọt gắt như đường. Ngọt gì yếu thanh đã lắm. Vì đã là gì đó. Đã lắm. Đã quá. Đã lắm. Quá bê ha. Đúng rồi, cho nhà tầm sao mà đạt quá. Chẳng bạn mời cả nhà. Chiều ngọt gió mát chân thân mà ăn kiểu này chịu đời gì nổi. Còn gì bằng hay gì đây. Sống là gì được vui được khỏe được ăn gì là ngon á. Quá đã hả? Không dễ tà luôn. Sống là được ăn là vui được khỏe lắm. Gà. Anh là ngon lắm á em à. Ké anh thôi. Ké gì ăn thì ké gì. Ông bà nó nói ăn được ngủ được là phải yên người. Có tài có gì có tài có đức rồi mà sức mạng. Không tài không đức thì hết bánh mất hư mà. Anh là có tài có đức mà làm chứ. Mà nói như vậy nó theo biết đâu. Có tài có đức thì sức mạng. Không tài không đức thì hết bánh mất hư mà. Có ăn hả? Đồ hư à. Nếu có ăn là được. Đồ hư ăn cũng ngon lắm bà con. Không có đồ hư ăn cũng ngon lắm bà con. Ngon chứ. Đồ hư ăn cũng ngon lắm bà con. Khi mà mình đói rồi mình thèm mà cái gì mình ăn cũng ngon hết. Đúng không? Đúng rồi. Đồ hư đồ bỏ của người ta nhưng mà ngon của mình. Ngon mà. Vậy. Không chỉ bằng bên nhau. Quá hạnh phúc rồi. Có thật sự vui quá cả nhà ơi. Còn gì bằng bên nhau quá ta. Quá anh ơi. Tiền dở con cái ngủ chai hả. Nó kiếm chỗ nào cũng mặn. Nè kiếm chỗ nào cũng mặn. Không ngủ chai phải không. Mời cả nhà ăn không? Bên nào kiếm cái nào ngủ ăn mặn rồi cái gì? Ngủ chai hoài. Để ngủ quen mà ngủ chai luôn. Ngủ mặn quá thầu. Quá. Đã quá. Nó chua mà nó cay ha. Ốc thì nó dẻo nó ngọt. Quá đã. Đã quá. Quá phê. Mình đụng nó ngọt, dịu luôn á. Ngọt dịu tới tài rồi. Lăn lăn lăn. Tới tài rồi.
quá đã. Ngon lắm anh ạ. Thơm, đu đủ nhà chồng. Mày cho nó ngon rồi. Nó ngon quá rồi. Bãi ăn còn ngon không bãi ơi? Bãi viên ốc ơi. Có nhà miếng cu đủ. Có nhà miếng cu đủ. Sao người thử khen ngon quá. Miếng miếng đủ. Nó ngọt mà nó thơm. Quá phê. Nhà của anh bãi đó là con của anh thì cứ ăn suốt vậy đó. Còn ngon nghe. Mà con cái con là ăn thuốc rồi luôn vậy á hả? Thì sống được ăn mày. Nãy là ăn thuốc. Thuốc mùa thu luôn á. Mùa thu này, mùa thu kia á. Chân hạ tung đông bốn bốn mùa, mùa nào cũng ăn hết rồi. Mấy người này cũng mùa không? Đúng rồi. Vậy lắm. Giấy ơi, nước này. Thì lỗ còn nhiều bọn anh nãy yếu quá. Đúng rồi, thì lỗ mà ăn nhiều tàn mẹ cổ. Bạn mời cả nhà miếng lên đến phòng tôm nha cả nhà. Nó không? Bãi rồi. Mình thử cái coi nó như thế nào nha cả nhà. Cặp lát ớt con ốc bu để lên miếng phòng tôm vậy cả nhà. Ớt vô. Cho nó cay dữ không? Cho nó quá bê cái này. Cay quá anh. Đây. Bãi mời cả nhà. Cho nó cay ấm bụng được. Ăn về thử coi cái vị nó lạ như thế nào nha cả nhà. Quá đã. Cho nó cay ấm bụng anh. Trời ơi nó chua mà nó cay. Bánh hồng nó giòn giòn. Không thể diễn tả nổi. Nó ngon á không? Quá phê luôn. Cũng quá ngon luôn. Thấy nó ngon. Cảm nhận ngon. Cuộc mấy lát ớt rồi. Mùa hôi nó muốn rớt rồi. Lách mặt rồi. Quá ăn cỡ. Quá đã. Đại vô em. Đại ăn. Đại hưởng thức ăn nhiều quá nó no nó ngấp. Ăn ngấp rồi đang hưởng thức vui ngon rồi nha. Ăn đại ngon mà. Ngon. Có ngại ngùng gì hết. Nó ngon, anh ăn từ từ nó ngon chứ ăn giòn dập nó mới ngon. Đừng ngại em ơi, đừng ngại. Đột về nó ngọt. Em biết sao không? Mình chấm vô với loại cái muối ớt chanh này nè. Nó ngon. Nó ngon mà hơn hẳn cái rồi. Nó giữ được cái nước ngọt của con ốc đó. Đúng rồi. Làm như có cái chất chanh mình dục vào quệt như này. Nó giữ lại. Đúng rồi. Nhai cho nó giòn, nó thơm mà. Giòn. Phải không? Con ốc nó thơm, nó dai. Chấm muối ớt rồi. Mời cả nhà. Đã. Đã quá mày. Quá ngon. Tuy rằng món ngon mà không có cảm trọng gì. Nó ngon anh, món là món là sáng không mà. Nhưng mà nó rất là ngon. Miền Tây là vậy đó cả nhà. Miền Tây là sông nước không? Ừ. Miền Tây sông nước. Quê của dân bãi già. Hừ hừ. Ngồi ăn cơm ở cánh đồng ruộng cái quần lúa bạc ngàn lời ca ha. Ừ, đúng rồi. Hay. Mình thấy mang con ốc này ngon hay. Quá ngon. Nha. Đậu rượu hết vô muối ớt. Cho nó lộ vô muối ớt đi. Ôi rượu. Nó mặn mà nó cay cơ bằng rẻ mát luôn cả nhà. Ngon. Quá. Sang tá mà vô là nó thế là ăn nó ngon. Thủ thế là anh này ngon. Thủ thế anh hay là thủ thế quýnh anh? Thủ thế anh kia như quýnh vậy ta. Anh nấu trước đằng anh chạy. Ngon quá lời.
chứ anh thấy em xăng tay áo rồi anh để rồi đó. Anh thấy rồi nha, anh à, đang anh chạy á. Không đặc sản đâu. Có anh đã anh ơi. Mà đủ nè. Nước mắt. Nước nè, tốt quá. Đủ ăn đẹp da. Đẹp da. Dạ. Dạ, trông thư đã quá. Cái răng cái này đầu tiên nó cái răng mỏng như gái 18 luôn nha. Ăn đủ rồi chống lão lão quái mà con. Con ăn cái người đi. Đẹp da chống lão quái lão quá. Hay quá. Không phải mời cả nhà miếng đu đủ. Đẹp đu đủ mà mình trồng ở nhà biết không? Mình để cho nó chín cây mình đem vô mình làm gọt về mình ăn thì nó ngọt mà nó thơm đúng rồi đó. Còn đu đủ mà nhà vườn người ta hái người ta bán sống sống mà hoàng nó bắt đầu lái nó mua về hoàng nó vú lại đúng rồi nó bằng là măng nó không có được ngọt nó không có thơm như vậy không đúng rồi. Chín cây là tốt nhất. Tự nhiên quá đã và dưa hấu nó cũng ngọt đều nước nhiều cả nhà quá phê. Cái trận này con như những cái món đơn sơ như vậy mà ăn quá đã. Món này quán hải sản mà mình đồng mà tự nhiên ốc ốc ngoài đồng nha, dưa hấu ngoài đồng luôn, đủ cũng ngoài đồng không à, không có gì trong nhà đó các có ngồi trong nhà còn đồng đồng lại nói cái đó hay á. Với người ta mà ở ngoài đồng rồi là vô không đúng nha. Cái gì cũng ngoài đồng bên đây. Tất cả loại cây kia, cấu này kia là ở ngoài đồng mà ngươi thì trong nhà. Trong nhà ăn à. Gì đồng không à. Đồng tóc hiệu quả lắm. Lúa lúa mình mong phải không? Lúa mình mong. Cò bay thì gãy cánh ha. Đúng rồi. Tôi đem về ăn nói. Ăn đại cho thế. Ăn đại ngon ngoài là món cái hấp này, món hấp là sẵn sàng em á. Phải ăn hấp rồi. Phải quá ngon. Cái món nào mà mình ăn mình ưa thích mình ăn hầu làm mình không ghiền. Nó ngon mà món đặc sản nó ghiền chứ bộ muốn ăn hoài. Đúng rồi đó. Hay. Quá hay phải không? Hay quá. Hay. Món này là món khoái em ăn hấp còn khoái em. Đã không phải chán đâu. Nói là món đặc sản rồi quá ngon. Đẹp còn gì bằng ốc là lục xá còn gì bằng thơm bu quả thơm cả nhà ốc bu trộn được nó tả bu này phải bu lại ăn nó ngon. Bà con ơi bu lại ăn bu này bà con ngon. Ốc đắng là ăn đắng thơm mà người ốc viên ôm mà tướng caramel thèm luôn nè. Quá thèm. Hai vô đó. Thơm ngon bộ trưởng. Còn anh ơi. Anh luôn á. Quá phê phải không? Tính cả ngày. Thôi video này dân tới đây dân bãi xin kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy dân bãi với sang người thử có hay thì cho dân bãi với sang người thử xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để dân bãi với sang người thử có động lực làm những video tiếp hay hơn cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Dạ chào bà con ạ, dân bãi sang người thử cô bác ạ. Xin chào mấy em lại và cả nhà video tiếp theo cười cái ở đây. Trời con ơi.